Giác Bình và Phương Oanh cùng nhau đáp trả netizen khi bị mỉa mai chuyện giật chồng. Phương Oanh và Giác Bình đã có màn đáp trả cực căng khi có netizen đề cập đến con giáp thứ 13. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Phương Oanh đã có chuyến du lịch nước ngoài với Giác Bình và hai con riêng của bạn trai. Dù không đăng ảnh chụp chung nhưng cô vẫn khoe khoảnh khắc vui vẻ của mình trong chuyến đi. Tuy nhiên, ở dưới bài đăng, xuất hiện một netizen để lại bình luận mỉa mai Phương Oanh chuyện giật chồng, nhìn bạn xinh như vậy sao không kiếm trai tân mà lại đi giật chồng thế. Không chịu ngồi yên, nữ diễn viên lập tức đáp trả, gia đình bạn chắc chắn cũng có nhiều câu hỏi lắm, hãy kiếm câu trả lời cho nhà mình trước đi. Màn combat giữa Phương Oanh và Anti Phán lần này còn có sự góp sức của Giác Bình. Nam doanh nhân vào tận bài viết của bạn gái rồi phản pháo netizen kia, có biết đồ cổ là vô giá không? Và người thành công luôn có lối đi riêng, nên hãy thành công đi đã rồi hẵng dạy đời em nhé. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi tiếp tục đôi co qua lại với netizen, thậm chí còn mỉa mai ngược về chuyện giữ chồng. Phương Oanh bình luận, chị, đến giờ cơm rồi, chị cẩn thận không cơm lại không ngon, canh lại không ngọt, anh nhà lại. Ngay sau đó, Giác Bình cũng tiếp lời, hôm tới mời em đến dự tiệc ly hôn nhé. Và chúc em đời đời giữ được người đàn ông của mình. Phương Oanh và Giác Bình công khai hẹn hò vào tháng 8 năm 2022. Chuyện tình của cặp đôi gặp không ít sóng gió, thậm chí còn mất sự riêng tư vì liên tục bị quay lén đời sống cá nhân. Phương Oanh từng chia sẻ với Zastar, tôi thấy họ thường quay một đoạn dài, nhưng rồi chỉ cắt ra một đoạn ngắn với những góc quay xấu xí nhất và đăng lên mạng, dễ gây hiểu lầm. Điều này vô tình làm cho hình ảnh của chúng tôi trở nên mất thiện cảm hơn trong mắt công chúng. Mục đích của họ, những người quay lén, là đăng lên mạng tạo chủ đề bàn tán, toxic rồi câu like. Tôi cảm thấy rất buồn.